Xin chào các em. Hôm nay thì thầy rất vui khi mà hướng dẫn cho các em học bài phương trình chiếu ảnh ở mẫu. Đây là một trong những bài khó và rất là quan trọng. Bởi vì đây là nền tảng để biến đổi từ những phương trình khác về phương trình x. Phương trình này rất hay. Để làm học được bài này thì thầy xin nhắc lại cái phần bài giải là một số phương trình đưa dạng bậc nhất. Thì phương trình bậc nhất là phương trình chủ đạo nhất, tất cả đưa nếu mà đưa về được về phương trình bậc nhất thì rất là tốt. Thầy có phương trình như thế này giải hôm nay. Các em còn nhớ chăng cái cách giải của phương trình này nè, đưa về bậc nhất được không? Thì thầy mấy em dừng máy, mấy em tự giải lại bài này được không ha? Thì điều đầu tiên thầy muốn nhân cho hai số này cho nó cùng cái mẫu. Thì bên trái thì nhân cho 2, bên phải thì nhân cho 5. Nếu mẫu nhân 2 thì tử nhân 2, nếu mẫu nhân 5 tử nhân 5 theo. Lúc này 2 này cùng mẫu luôn, thầy bỏ mẫu. Và chúng ta nhân phân phối vô. 2 nhân x và 2 nhân 3 thì 5 nhân x và 5 nhân 3. Đó. Chúng ta đưa chuyển vế tất cả đưa về dạng bậc nhất. Thì giải phương trình bậc nhất thì chúng ta đã rất là dễ rồi. Thầy không nói thêm. Lần này thì nhắc lại thôi. Cuối cùng là cái lần nghiệm. Tiếp theo thầy có một cái bài toán như thế này. Giải phương trình này. Vậy bài này chúng ta sẽ giải như thế nào? Thì luôn luôn giải phương trình thầy luôn luôn là đưa về dạng bậc nhất hết. Xin lỗi, đưa về bên phải bằng 0 trước. Phương trình đưa về bên phải bằng 0. Vậy thì bài này sẽ làm như thế này. Chuyển một phần x trừ 1 từ bên phải qua bên trái, vậy là bên phải còn bằng 0. Lúc này chúng ta thấy cộng 1 phần x trừ 1 và trừ 1 phần x trừ 1. Hai thằng này, một thằng dương, một thằng âm, cộng lại sẽ bằng 0. Cuối cùng là sẽ còn lại là x trừ 1 bằng 0. Vậy lúc này chuyển vế là trừ 1 chuyển qua cộng 1. Vậy 0 cộng 1 bằng 1, x ghi lại vậy là x bằng 1. Vậy chúng ta sẽ trả lời tập trắc nghiệm của này là x bằng 1. Nhưng ai vậy là đúng rồi các em ha, đúng không? Nhưng bài toán này bài toán sai. Vậy thì các em tại sao sai? Vậy chúng ta thử lại coi. Chúng ta thấy lấy máy tính bấm coi, thay x bằng 1 vào cái vế bên trái này nè, coi vế bên trái này bằng bao nhiêu. Và thay x bằng 1 vào vế bên phải coi bên phải bằng bao nhiêu. Các em lấy máy tính ra em bấm. Thì xin thưa các em, bấm chắc chắn là bên trái nó sẽ không bao giờ ra kết quả được. Bên phải cũng không ra kết quả được. Vậy thì rõ ràng là x bằng 1 này nó không làm cho hai vế nó bằng nhau được. Vì vậy x bằng 1 không phải là nghiệm của phương trình này. Vậy này sai. Nếu chúng ta thế vô mà nó không có biết kết quả thì làm sao biết bằng với vế trái bằng với phải được bao giờ đây? Vậy thì trong bài này là x bằng 1 là đã sai, không thể nào đúng cái này ha, không có x phải là nghiệm của phương trình này. Như vậy thì thầy có hai cái phần này. Thì tại sao bài trước á, giải x tập phòng nghiệm x bằng 7 là đúng, còn bên đây tại sao là x bằng 1 kết luận tập nghiệm bằng 1 là sai? Sắp kỳ. Đó là câu hỏi dành cho các em suy nghĩ kỹ ha. Thì nói cuối cùng tại sao sai, tại vì x bằng 1 này làm cho mẫu bằng 0 nè, tức là cái mẫu vế phải nè bằng 0, mà mẫu bằng 0 thì 1 chia 0 thì không bao giờ ra kết quả được. Vì vậy mà bài toán này không định được định không xác định được kết quả. Vì vậy mà nó không thể nào làm cho hai vế bằng nhau được nha. Như vậy thì chúng ta phải những cái giá trị nào làm cho mẫu bằng 0 thì những giá trị đó là không
ông ấy điều kiện được. Vậy điều kiện là bắt buộc phải mẫu phải khác không? Vậy chúng ta sẽ làm bài tập hôm nay, thầy hướng dẫn cho các em giải phương trình chứa ẩn ở mẫu. Như vậy thì gặp phương trình chứa ẩn ở mẫu này, chúng ta có thể là thấy x này ở dưới mẫu nè, thì chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó làm. Vì vậy phải chi mà 10 nhân x trừ 2 và 4 nhân x trừ 5 á, thì nó lại tuyệt vời quá, ai cũng làm được hết. Nhưng mà rõ ràng là ẩn mẫu này đây, chỉ muốn làm được bài này thì đầu tiên cái ước muốn của thầy á, là phải làm sao cho mất tiêu cái mẫu này đi. Vậy thì điều đầu tiên mà thầy muốn, ước muốn của thầy là phải mất cái mẫu, mất cái mẫu thì mới làm được. Như vậy thì muốn mất mẫu được á, thì chúng ta phải quy đồng và khử mẫu, giống như cái ví dụ đầu tiên chúng ta vậy đó, chúng ta phải quy đồng và khử mẫu. Bước này rất là quan trọng. Sau khi khử mẫu rồi á, thì chúng ta phải giải phương trình mà chúng ta cái lần tập phòng nghiệm thôi. Nhưng tập phòng nghiệm này phải chú ý cho là phải điều kiện xác định, phải coi coi nó thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu không thỏa mãn thì không được. Vậy thì bài giải chúng ta có 3 bước. Bước 1 là điều kiện xác định, bước 2 là quy đồng và khử mẫu, bước 3 là giải phương trình và kết luận tập học nghiệm. Các em nhớ kỹ 3 bước này ha. Có sách giáo khoa thì ghi nhiều bước, nhưng mà thầy muốn 3 bước thôi. Nhưng mà cái bước quan trọng nhất là quy đồng và khử mẫu. Tại vì để cái mẫu hoài chúng ta làm không được đâu. Vậy chúng ta quy đồng và khử mẫu bài này ha. Vậy thứ tư đặt điều kiện nè, x trừ 2 phải khác không và cái mẫu này phải khác không. Nếu mẫu bằng không thì nó sẽ không tính được giá trị đâu. Vậy thì x bằng mấy làm cho này bằng không, x bằng 2 vậy nè, x phải khác 2. Có nhiều người ta chuyển cái vế trừ 2 quanh cộng 2 cũng được, x khác 2. Tương tự x bài này phải khác 5. Thì bước 1 chúng ta sẽ thực hiện xong rồi. Tiếp tục bước 2 là quy đồng và khử mẫu. Bước này rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta sẽ nhân cho mấy cái mẫu này, nhân cho mấy, nhân cho mấy để cho hai thằng này nó cùng cái mẫu. Thì đơn giản thôi, x trừ 2 thì thầy nhân thêm cho x trừ 5, còn x trừ 5 thì mình nên nhân cho x trừ 2. Nhưng mà mẫu nhân cho x trừ 5 thì tử nhân cho x trừ 5 theo, còn mẫu nhân x trừ 2 thì tử nhân x trừ 2 theo. Lúc này thầy bỏ mẫu, tại quy đồng và khử mẫu rồi. Các em chú ý cho là bỏ mẫu thì dùng dấu tương đương chỗ này là sai ha. Dùng dấu này siga. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhân phương trình này, chúng ta nhân phân phối vô. 10 nhân x, 10 nhân 5, 4 nhân x, 4 nhân 2. 10 nhân x là 10x ha. 10 nhân 5 là 50, 4 nhân x là 4x, 4 nhân 2 là 8. Sau đó chúng ta chuyển về cùng một vế. Chuyển về cùng vế, chuyển về vế trái hết và làm gọn vế trái lại. Chúng ta sẽ ra được là 6x trừ 42 bằng 0. Lúc này chúng ta kết luận, xin lỗi, giải x ra bằng 7 và kết luận tập hợp nghiệm là x bằng 7. Các em chú ý cho kết luận tập hợp nghiệm này nè, cái nghiệm này nè là phải thỏa mãn điều kiện là phải khác 2 và khác 5. Số 7 này có khác 2 chưa? Khác 5 chưa? Nếu khác 2, khác 5 thì chúng ta đã làm đúng rồi. Vậy thì trong cái bài giải này tất cả các dấu đều dùng dấu tương đương được, nhưng mà dấu này dùng dấu tương đương là sai. Bỏ mẫu đó là chúng ta dùng dấu si gà. Em chú ý chỗ này ha. Bỏ mẫu là phải dùng dấu si gà. Củng cố bài này thì các em làm giải thử 4 cái bài tập, 3 bài tập này. Với bài này chúng ta cũng làm như vậy thôi. Thì điều đầu tiên chúng ta giải bài này có 3 bước. Bước 1 là gì? Là điều kiện xác định hay điều kiện không cũng được. Điều kiện là x cái mẫu này khác không, mẫu x trừ 1 khác không và x cộng 1 khác không. Đồng nghĩa với nếu x trừ 1 khác không thì x phải khác 1, và x cộng 1 khác không thì x phải khác trừ 1.
Vì đây là điều kiện nha, những cái giá trị nào là khác 1 và khác trừ 1 thì chúng ta nhận, còn mấy giá trị khác thì thôi. Vậy thì bước tiếp theo là bước 2 chúng ta có quy đồng và khử mẫu. Vậy thì x trừ 1 này nhân cho mấy và x cộng 1 nhân cho mấy để hai này cùng mẫu. Vậy thì thầy nhân, nếu x trừ 1 thì thầy nhân x cộng 1, còn ở đây x cộng 1 thì nhân lại x trừ 1. Nếu tập mẫu thì nhân x cộng 1 thì tử phải nhân cho x cộng 1 luôn. Còn mẫu nhân x trừ 1 thì tử nhân x trừ 1 theo. Lúc này chúng ta sẽ có cùng mẫu rồi, chúng ta bỏ mẫu và dùng dấu suy ra chỗ này. Suy ra. Tương tự mấy dấu khác dùng có tương đương hết, cứ nhân vào. Làm gọn lại chúng ta sẽ ra được cái giá trị. Làm gọn lại chúng ta sẽ có được là trừ 2x cộng 4 bằng 0. Vậy lúc này chúng ta phải giải phương trình bậc nhất thì được rõ các em. Tiếp tục thầy hướng dẫn các em làm bài câu B. Thì câu B thì ở đây chúng ta đặt điều kiện là x trừ 3 này phải khác 0 thì đồng nghĩa với x khác 3 ha. Rồi bây giờ bài này số 9 này không có mẫu gì cả, thì thầy biết là số 9 này là 9 phần 1 có mẫu ha. Vậy lúc này tương tự thôi, chúng ta phải x trừ 3 nhân mấy và 1 nhân mấy để có hai cái mẫu giống nha. Thì thật ra x trừ 3 nhân cho 1 và 1 thì nhân cho x trừ 3. Nếu mẫu nhân 1 thì tử nhân 1 có thể khỏi ghi cũng được. Cái này mẫu nhân x trừ 3 thì tử nhân x trừ 3 thêm. Lúc này các em thì dễ dàng làm ra ha. Tương tự cái bài này câu C. Câu C thì bài này tương tự số 1 này không có mẫu thì chúng ta phải viết làm sao cho có mẫu ha. Tiếp theo là thầy làm gọn bên trái lại. Thầy cộng trừ phân thức cho nó làm gọn lại. Quy đồng mẫu bên trái này. Mẫu này muốn có đập cùng mẫu thì chúng ta nhân cho x trừ 2. Cái này nhân cho mẫu tử nhân x trừ 2 theo. Vì lúc này chúng ta sẽ nhân vào là 1 nhân x, 1 nhân cho 2 là 2. Chúng ta làm gọn này lại. Lấy tử trừ tử mẫu giữ nguyên. Bên phải thì không làm hết ghi lại. Lúc này bên trái nó sẽ còn lại là 2 phần x trừ 2 bằng 6 phần x cộng 2. Đây là cái phần bài tập giống như là cái ví dụ mà thầy đã giải rồi vậy đó. Các em làm tiếp bài này ha. Về phần khó khăn nhất của ngày hôm nay là cái phần chúng ta ai cũng biết là giải phương trình chứ ẵn ở mẫu có 3 bước. Bước 1 là điều kiện, bước 2 là quy đồng và khử mẫu. Bước 3 là giải và kết luận nghiệm. Ai cũng biết điều đó. Nhưng mà cái khó nhất của bài toán mà này á, là phải biết quy đồng và khử mẫu là cái bước khó nhất. Vậy thì bài này điều kiện thì chúng ta thấy là x khác 0, x cộng 1 khác 0, x trừ 4 khác 0 thì nó dễ rồi. X khác 0, x khác trừ 1, x khác 4. Vậy lúc này quy đồng và khử mẫu là như thế nào? Vậy thì cái phần khó nhất là chúng ta phải định hướng được là mẫu thức chung. Khi giải bài thầy mong rằng là các em quy đồng của mẫu thức chung của thầy. Mẫu thức chung là tích của những cái hạng tử xuất hiện ở mẫu. Thì tích của những cái hạng này nè là mẫu thức chung. Đó là x nhân cho x cộng 1 nhân cho x trừ 4. Lưu ý là chúng ta nên viết cái mẫu dưới dạng tích nha các em. Thì tiếp theo thằng 11 phần x chúng ta nhân cho cái gì để ra cái mẫu giống gì? Thì x phải nhân thêm cho x cộng 1, x trừ 4 thì nó mới ra cái mẫu giống vậy được. Tương tự x cộng 1 thì phải nhân cho x và x trừ 4. Còn x trừ 4 thì nhân phải x nhân x cộng 1. Nếu cái mẫu nhân như vậy thì rồi mẫu là nhân cho x cộng 1 nhân x trừ 4 thì tử cũng phải nhân cho giống hệt như vậy. Lúc này các em có thể chúng ta có thể bỏ khử mẫu luôn đi cho nó nhanh chóng. Đấy chi vậy, viết mẫu dài lắm, chúng ta phải cố gắng là bỏ mẫu luôn. Thì chúng ta bỏ mẫu thì chúng ta dùng dấu suy ra. Lúc này thầy muốn làm gọn hai vế bên trái nó cũng lù quá,
với bên phải cũng cực kỳ lưu bu. Vậy thì chúng ta làm gọn lại, chúng ta nhân vô, trước tiên chúng ta nhân x cộng 1 với trừ 4 là thành là x bình trừ 3 x trừ 4. Tương tự 9x này, lấy 9x này nhân cho x luôn là 9x bình, 9 nhân x nhân cho 4 là bằng 36x, 2x nhân x là bằng 2x bình, 2x nhân 1 là bằng 2x. Lúc này chúng ta cứ thế chúng ta làm gọn lại, làm gọn lấy 11 nhân cho x bình là 11x bình, 11 nhân cho trừ 3x là bằng trừ 33x, 11 nhân trừ 4 là bằng trừ 44. Sau đó làm gọn lại, 9x bình cộng 2x bình là bằng 11x bình. À, chúng ta làm gọn lại, trừ 36x cộng 2x là bằng trừ 34x. Lúc này sau đó chuyển vế tất cả các cái hạng tử bên trái chuyển qua bên phải, chúng ta ra trừ 11x bình cộng 34x bằng 0. Lúc này trừ 11x bình và cộng 11x bình là hết rồi. Trừ 33x và cộng 34x. Thì chúng ta ra bằng là còn lại là x thôi, x trừ 44 bằng 0, vậy x sẽ bằng 44. Điều này lúc nãy chúng ta đặt điều kiện là x khác 0, x khác trừ 1, x khác 4. Vậy thì số 44 này có khác 0, khác trừ 1, khác 4 chưa? Nếu khác hết trên rồi thì chúng ta nhận đó là nghiệm, tập hợp nghiệm đó là 44. Thầy hướng dẫn cái câu A này ha. Các em chủ yếu là các em phải quy đồng mẫu. Vậy thì mẫu là tích các hạng tử xuất hiện trong đây. Ở đây x cộng 7, 2x trừ 3, x cộng 7, 2x trừ 3. Thì mẫu tích chung của đó là x cộng 7 nhân 2x trừ 3. À, cái chỗ này quan trọng, ghi một lần thôi, chọn số mẫu lớn nhất. Ở đây không có số mẫu thì thôi, nếu có số mẫu thì phải chọn số mẫu lớn nhất. Lần nào hạng tử thì giống nhau này, chỉ lấy một lần thôi. À, điều kiện xác định thì em biết rồi. Và cuối cùng giải và kết luận nghiệm thôi. Cái nghiệm nào mà khác trừ 7, khác 3 phần 2 thì chúng ta nhận. À, vậy thì các em giải cái nghiệm này ra, nghiệm 3 phần 2 đó. Các em, thầy có cho các em kết quả trước đó, các em giải kết quả phần 2 là đúng ha. Còn câu B này, câu B này lạ này. Vậy thì chúng ta phải viết mẫu thức dưới dạng tích. Bài này mẫu thức này dưới dạng tích rồi, x cộng 7 rồi, hay x trừ 3 rồi, x cộng 7 nhân x trừ 3 rồi. Nhưng mà x bình trừ 4 này, nếu chúng ta lấy cái mẫu thức chung là tích của ba hạng tử x bình trừ 4 nhân x cộng 2 nhân x trừ 2 thì nó cũng được thôi. Nhưng mà nó dài lắm các em. Vậy thì chúng ta phải biến viết mẫu này nè dưới dạng tích. Cái dạng tích thì sao? À, chúng ta thầy viết lại là 4 thì bằng 2 bình. À, cái này là đây là hạng đẳng thức x bình trừ 2 bình, viết là x cộng 2 nhân x trừ 2. Vậy thì lúc này chúng ta đã có được là mẫu chọn này là dễ dàng, chúng ta chọn mẫu thức chung được rồi. À, vậy thì mẫu thức chung của bài này là gì? Đó là x trừ 2 nhân x cộng 2 thôi. À, còn điều kiện xác định thì nó dễ, thầy không có nói phần đó nhiều. À, còn đây là mẫu thức chung là x trừ 2 nhân x cộng 2. Thằng này có x trừ 2 nhân x cộng 2 rồi, không nói gì đi. Thằng này không có thiếu cái gì thì nhân lấy. Thằng này thiếu x trừ 2 nè, x cộng 2 thì thiếu nhân cho x trừ 2, còn x trừ 2 nhân x cộng 2. Nếu mẫu nhân bao nhiêu thì tưởng nhân bấy nhiêu. Cuối cùng là các em giải phương trình này là phương trình có nghiệm là x bằng 2, nhưng tập hợp nghiệm đó là chúng ta không thể trả lời bằng 2 được. Cuối cùng là phương trình này vô nghiệm. Bởi vì các em giải cái x bằng 2 thì nó không thỏa mãn những điều kiện của chúng ta. À, vì vậy mà chúng ta tập hợp nghiệm chúng ta ghi là vô nghiệm hay là x bằng rỗng đó. Vậy thì qua bài học hôm nay, thầy muốn nhắn gửi cho em khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu đó, chúng ta có 3 bước thôi. Bước 1 là đặt điều kiện sao cho cái mẫu này phải khác không. Tại sao vậy? Nếu cái mẫu bằng 0 thì chúng ta sẽ không xác định được kết quả đâu. À, thứ hai, bước 2 là quy đồng và khử mẫu.
chúng ta, nhưng mà cái khó nhất là phải chọn mẫu thức chung. Mẫu thức chung là tích của các hạng tử xuất hiện ở mẫu. Và cuối cùng là kết luận tập hợp nghiệm, giải kết luận tập hợp nghiệm. Các em kết luận sao mà đừng có bắt buộc phải thỏa mãn điều kiện, chứ đừng có chống đối với điều kiện nha. Tại điều kiện là phải nói vậy đó. Xin chào, bài học đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong cái bài sau. Xin chào.